Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Trên hình ảnh các bạn thấy đây là hai cây măng che đỏ. Măng che đỏ thì là loại măng tốt nhất dùng để ướp măng ớt các bạn. Các bạn thấy là nó khác với măng che xanh ở chỗ là cái vỏ bọc bên ngoài búp măng đấy, nó phải là màu đỏ đấy. Còn cái che xanh thì cũng làm được nhưng mà nó không ngon bằng măng che đỏ đâu nha các bạn nhé. Đấy, sau đây mình sẽ thái nó ra, bóc và thái ra để chuẩn bị làm măng ớt. Đấy. Và cách để làm cho măng ớt mà chúng ta ngâm trong lọ nó không bị thâm, không bị đen thì lát nữa mình sẽ chỉ cách cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ thái măng đã, bóc và thái măng đã. Vâng, đây là măng sau khi chúng ta thái. Cái đầu tiên thì chúng ta nên rửa qua một lần. Sau khi thái chúng ta rửa qua một lần. Sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu tại sao đây chúng ta thái vẫn còn sót một củ chưa thái xong, lát mình thái lại. Các bạn thấy là sau khi chúng ta thái xong, chúng ta rửa qua nước. Cái cách để làm để cho nó khi chúng ta cho vào lọ măng ớt ấy, để quanh năm suốt tháng mà đặc biệt là cái miếng măng của chúng ta nó không bị thâm đen. Đấy, cái này thì nhiều người làm sai là sau khi chúng ta xử lý măng xong, chúng ta cho vào lọ, cho ớt, cho măng mật vào, xong đó chúng ta cho nước luôn thì để quanh năm thì chúng ta vẫn bị thâm đen cái miếng măng. Cái cách để làm là chúng ta đơn giản nhất là các bạn rửa qua, các bạn cho vào xô, cho nước vào để khoảng 3 đến 4 ngày để măng bắt đầu lên men và chua. Thì chúng ta lúc đó chúng ta mới vớt măng ra và sẽ trộn với măng ớt, trộn với ớt và măng mật. Khi đó chúng ta sẽ có lọ măng đảm bảo là để quanh năm cái miếng măng vẫn trắng phau và không bao giờ bị thâm đen, cho dù bạn có để hở lọ măng nó cũng không đen đâu. Đấy, sau đây chúng ta sẽ cho nó vào xô nhé. Đấy. Với hai củ măng này thì mình có thể làm được khoảng 4 lọ măng ướt dùng cho cả năm các bạn. Vừa rồi thì mình có tích trữ được một số măng mật tươi, ớt thì việc ra chợ mua thôi. Đấy. Sau khi chúng ta vớt măng xong, chúng ta sẽ cho nước vào. Các bạn khi cho nước vào để ngâm cho măng nó chua ấy, thì các bạn để nước ngập mặt măng, không cần ngập nhiều quá nhưng mà ngập trên khoảng độ 1-2 phân là được. Sau đó là chúng ta sẽ dùng cái đĩa úp để cho măng không bị trồi lên khỏi mặt nước. Trước khi úp thì các bạn phải nghiêng đĩa để làm sao không khí ra để đĩa khỏi bị nổi, cho nó úp xuống. Đấy. Các bạn thấy là đây mặt măng sấp sấp này thôi, sau chúng ta úp xuống. Vâng, vì nãy mình là thái sót củ này màu này nên mình sẽ thái tiếp và cho vào tiếp. Đấy, sau đó chúng ta sẽ úp đĩa làm sao cho khít kín để măng không trồi ra khỏi mặt nước, để 3-4 ngày măng chua chúng ta mới mang ra trộn với măng mật và ớt, như vậy chúng ta sẽ có lọ măng chuẩn không bao giờ bị thâm đen. Đấy.